Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những vụ án trộm liên tiếp được đối tượng thực hiện. Dân bản biết nhưng không ai dám lên tiếng. Với tài bắn súng sẵn có, hắn trở thành nỗi kinh sợ của người dân vùng này với hàng loạt vụ án mạng liên tiếp bằng những thủ đoạn vô cùng tàn ác. Nhắc đến vụ án này, những người trực tiếp phá vụ án này cũng không khỏi bàng hoàng nói rằng đây là một trong những vụ án phức tạp, ly kỳ, tốn nhiều công sức nhất của lực lượng công an tỉnh Lào Cai. Tên tội phạm nguy hiểm được ví như người rừng biết dùng súng điêu luyện này là ai? Cuộc truy bắt lùng hắn như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 18 tháng 1 năm 2008, Công an tỉnh Lào Cai đã tổng kết chuyên án truy bắt Phan Agat, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm được mệnh danh là con sói, người rừng của rừng già Tây Bắc. Hơn 2 năm đã trôi qua, nhưng tính thời sự của chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Agat vẫn như còn nóng hổi trong ký ức của bà con các dân tộc huyện Bát Sát. Vụ án này đã trở thành vụ án đồng rừng khá kinh điển bởi tính nguy hiểm, gian ngoan của đối tượng, bởi thời gian đánh án dài 5 năm 10 ngày, bởi những khó khăn, vất vả của những cán bộ chiến sĩ tham gia không thể kể hết, bởi những vết thương mà đối tượng gây ra cho các anh mới bắt đầu lành da thấm thịt. Mùa xuân này, nơi núi rừng biên cương ấy, những cánh đào lại khoe sắc thắm, những cô gái vùng cao lại yên tâm vào rừng hái măng, hái nấm vì cái ác đã được các anh loại bỏ đi rồi. Phan Agat, sinh năm 1969 tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Trước khi gây ra những vụ án mạng nghiêm trọng, y đã là kẻ côn đồ hùng hãn. Trong thôn bản, Gat đã từng gây ra những vụ trả thù đẫm máu với tất cả những người có mâu thuẫn với hắn ta, dù là nhỏ nhất, và nhiều lần bị chính quyền địa phương đưa ra kiểm điểm và giáo dục. Vụ việc xảy ra vào ngày 2 tháng 11 năm 2000, thể hiện bản chất côn đồ, khát máu của Gat. Do mâu thuẫn trong việc dùng tiền chia con trâu chết của gia đình mẹ vợ, y đã dùng điếu cày và đá tảng đập vào đầu, gây ra cái chết cho hai anh Tần A Tốn và Tần A Đon, đều sinh năm 1972, dân tộc Sa Tuyển, người cùng thôn, cùng dân tộc với hắn. Sau khi gây án, Agat xách súng kíp trốn vào rừng. Những ngày ấy, lực lượng hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bát Sát cùng với chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, thuyết phục, nhưng Gat vẫn ngoan cố không chịu ra đầu thú. Ngày 24 tháng 11 năm 2000, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh truy nã đặc biệt Phan Agat và đề nghị Bộ Công an ra lệnh truy nã toàn quốc. Là người địa phương, Gat thông thuộc từng đường ngang ngõ tắt trong rừng rậm. Con sói già ấy thoát ẩn thoát hiện nên việc truy tìm tung tích của hắn gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đang bị các lực lượng công an truy bắt, Gat vẫn điên cuồng gây tội ác, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bà con trong vùng cao khu vực. Điển hình trong số đó là vụ sát hại anh Chảo A Thắng, sinh năm 1972, người cùng thôn, khi anh này cùng ba người thợ khác vào rừng xẻ cây gỗ mà trước đây tên Gat đã nhận và đánh dấu. Gat luôn dừng, nằm phục tại lán của nhóm thợ. Khi phát hiện người bị hại đã dùng súng kíp bắn chết anh Thắng và lấy luôn khẩu súng kíp của anh này, chạy trốn vào rừng. Sau lần ấy, Gat càng cảnh giác cao, hắn đe dọa sẽ giết chết những người nào dám thông tin với lực lượng công an. Gat nghi ngờ tất cả những ai đi vào khu rừng hắn lần trốn. Ngày 19 tháng 7 năm 2003, tức là hơn 2 năm sau khi giết người, Gat phát hiện tổ đi săn trên rừng xã Cốc Mì đang ngồi hút thuốc lào, cho rằng những người trong thôn Ná Lùng giả vờ đi săn thú để tìm bắt hắn, nên Gat đã dùng súng kíp bắn vào lưng anh Đặng Văn Thành, sinh năm 1972, làm anh này bị thương nặng. May mà được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới thoát khỏi cơn nguy kịch. 4 tháng sau, ngày 30 tháng 11 năm 2003, Gat phát hiện tổ mật phục của lực lượng trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an huyện Bát Sát khi đang phối hợp câu nhử đối tượng đến địa điểm phục bắt tại khu vực rừng xã Cốc Mì. Gat đã bắn vào tổ mai phục khiến đồng chí Vũ Tú Nam, thiếu úy cán bộ công an huyện Bát Sát trúng đạn và bị thương. Con sói già ấy tiếp tục lộng hành, gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân trong bản. Không ai dám đi rừng hay làm nương rẫy sát bìa rừng. Khi khu rừng già đã âm u, giờ thêm con sói Phan Agat trở thành nỗi ám ảnh cho cả đám thợ săn trong vùng. Những ruộng bắp, nương sắn, những nương thảo quả cả đống tiền mà không ai dám vào thu hoạch. Sói Phan Agat già tiếp tục làm mưa làm gió không chỉ trong khu rừng già mà y còn tranh thủ trả những mối thù riêng. Năm 2004, hắn tiếp tục gây ra vụ án mạng nghiêm trọng. Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ trước,
gác từ trên rừng lẻn về gần nhà anh Hoàng Văn Xìn ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường bắn anh này bị thương. Ngoài ra, gác còn viết chữ vào lán trên nương của một số người trước đây đã có mâu thuẫn với y, đe dọa giết họ, vót trâu cắm xung quanh lán đi nương gây thương tích cho dân bản. Hắn ngang nhiên giết trâu của bà con thả trong rừng làm thực phẩm cải thiện trong những ngày lần trốn. Hắn trộm cắp lương thực, thực phẩm, chặn mương nước, phá bờ ruộng và trộm cắp hoa màu. Ngần ấy thời gian sinh sống ở trên rừng, nhưng y vẫn thường xuyên gặp gỡ và bảo vệ tài sản cho gia đình và những người thân của y với bản tính của một con thú hoang dã. Gã dẻo rắc những nỗi kinh hoàng cho bà con sống trong khu vực, làm đảo lộn cả những cuộc sống bình yên của vùng rừng già Trịnh Tường, Y Tý, Cốc Mì của huyện Bát Sát. 5 năm 10 ngày, gắt lần trốn và gây án là ngần ấy thời gian các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Lào Cai ăn không ngon, ngủ không yên. 5 năm đã 3 lần giám đốc công an tỉnh quyết định thay đổi, bổ sung thành viên ban chuyên án vì có đồng chí được điều chuyển đơn vị, có đồng chí đến tuổi nghỉ hưu. Ai ra đi cũng canh cánh bên lòng món nợ với bà con dân bản, nên liên tục theo dõi xem anh em ở lại làm án như thế nào. Với 37 kế hoạch công tác được xây dựng và triển khai ở các thời điểm và tình huống cụ thể để bắt giữ đối tượng, nhiều lần các anh phối hợp với công an Trung Quốc phục bắt đối tượng, nhưng y như con sói đã thành tinh, không bao giờ đến địa điểm hẹn gặp ai đúng hẹn và hoạt động theo bất kỳ quy luật nào. Biết bao nhiêu là ngày đêm luôn rừng tìm dấu vết hay mật phục đối tượng, biết bao đêm nằm trong rừng già âm u, không một tấm chăn trong cái lạnh thấu xương của vùng núi cao. Những đêm đói rét côn cao, toàn thân sũng nước bởi mưa rừng, tất cả phải là những người trong cuộc mới thấu hết. Xác minh, mật phục, đón lõng, khảo sát địa hình, tìm nơi ẩn náu, câu nhử đối tượng, phát động quần chúng, sử dụng biện pháp nghiệp vụ. Nhưng con sói già vẫn thoát ẩn thoát hiện trong rừng. Cũng đã không ít lần đã thoát chết trong gang tấc, khiến con sói già ấy càng trở nên cảnh giác cao độ. Có lần, y sẽ sang biên giới Trung Quốc để gặp người thân vào ngày mùng 5 Tết âm lịch. Ta phối hợp với công an Trung Quốc bố trí phục bắt đối tượng, nhưng hắn đã không đến vào ngày đó mà đợi đến một tuần sau mới sang. Nhiều lần tổ phục kích phát hiện gác, nhưng do khoảng cách quá xa nên không thể tiếp cận bắt giữ. Trong ngần ấy thời gian, gác đã nhiều lần vượt biên đến chợ Xín Cái, cách trung tâm Hà Khẩu khoảng 70 km để mua thuốc súng, đạn ghém và đồ dùng cho cá nhân, mua máy tuốt lúa về cho gia đình. Ta đã thông báo và phối hợp với công an Trung Quốc đón lõng khu vực đường ra biên giới để bắt, nhưng lần nào con sói già ấy cũng thoát chết. Đã có vài ý kiến đề nghị tổ chức lực lượng vũ trang vây bắt, nếu không được thì tiêu diệt đối tượng. Ban chuyên án đã quyết định không dùng phương án đó vì ngoài mục tiêu truy bắt đối tượng còn cần phải đảm bảo an toàn về lực lượng. Gát là đối tượng hết sức manh động, trên người hắn lúc nào cũng thường trực 3 khẩu súng kíp đã nhồi đạn và dao nhọn. Với những loại súng kíp, khi thuốc súng nổ, phạm vi sát thương rất rộng nên khó tránh khỏi thương vong ngay cả khi đã mặc áo tránh đạn. Khó khăn càng chồng chất khi gát chẳng bao giờ để lại dấu vết ở những nơi hắn từng đặt chân. Trong khi đó, ban chuyên án chỉ có một tài liệu duy nhất là bức ảnh của gát làm chứng minh thư khi hắn 16 tuổi, được Bộ Công an tái tạo chân dung bằng kỹ thuật vi tính. Nhận định gát phải có nơi ẩn náu cố định ở một điểm, không thể sống lang thang trên rừng dài ngay như vậy được. Anh em kiên trì bám địa bàn, nhưng để xác định hang ổ của con sói già ấy thì quả thật không đơn giản. Một tổ trinh sát gồm 5 đồng chí, không kể ngày đêm, bí mật luôn rừng để lần tìm dấu vết, phát hiện nơi ẩn náu của gát và những nơi đối tượng thường lén lút gặp người thân, đồng thời một tổ bám sát di biến động của thân nhân đối tượng. Gần 4 tháng nằm rừng, công lao của các anh cũng đã được đền đáp. Một đêm, các anh phát hiện có ánh sáng le lói và những tiếng động lạ phát ra từ trong hang dê thuộc vực suối Thầu, xã Cốc Mì. Sở dĩ gọi là hang dê bởi hang có vách đá dựng đứng 850 cửa hang nằm lưng chừng vách đá, lối đi lên rất hiểm trở, chắc chỉ có loài dê núi mới leo được. Đây là vị trí rất thuận lợi cho việc ẩn náu, như bí mật ít người biết. Người ở trong hang có tầm quan sát rộng, nhưng ở dưới lại không nhìn được vào hang. Có nhiều lối ra theo nhiều hướng khác nhau và những ngách đá lởm chởm để ẩn náu. Nhận định đây chính là nơi đối tượng ẩn náu, tổ trinh sát tiếp tục bám sát theo dõi, mặt khác báo cáo về ban chuyên án kết quả truy tìm. Ngay lập tức,
một kế hoạch tác chiến được ban chuyên án thống nhất với sự phối hợp hỗ trợ của các lực lượng cảnh sát cơ động, dân quân, bộ đội biên phòng triển khai bao vây hang ổ của đối tượng. Đêm 9 tháng 11 năm 2005, một tổ công tác đã bí mật tiếp cận khu vực phía dưới hang dê. Đêm tối, do địa hình hiểm trở nên việc phát hiện dấu hiệu của đối tượng trong hang rất khó vì y đã đi ngủ mà trời lại quá tối, địa hình của hang rất hiểm trở. Trong khi yêu cầu đặt ra là phải tuyệt đối giữ bí mật, ban chuyên án quyết định để một tổ bí mật mai phục chờ tới tờ mờ sáng tiếp tục tiếp cận hang. Vách đá dựng đứng, đường lên cửa hang quá hiểm trở. Khi các tổ triển khai lực lượng bao vây cửa hang thì đã gần trưa. Các đội hình lần lượt lợi dụng địa hình tiếp cận phía trong hang. 12 giờ 15 phút, khi phát hiện lực lượng vây bắt, đối tượng điên cuồng bắn trả, cuộc đọ súng đã diễn ra. Thấy yếu thế, gác rút dần vào trong hang, lợi dụng các cách đá hiểm trở để cố thủ, bắn ra 5 đồng chí đã bị thương. Bản thân đối tượng cũng đã bị thương, nhưng hắn vẫn liều chết cố thủ. Lực lượng vây bắt đã siết chặt vòng vây, nhưng không phát hiện được đối tượng. Tại nơi gác đun nấu, lực lượng của ban chuyên án phát hiện 2 khẩu súng kíp, dao, tiền Việt Nam và Trung Quốc, một chiếc can nhựa có dính máu, xét nghiệm nhanh cho thấy đó là máu người bị thương. 4 giờ sáng ngày 11 tháng 11, lực lượng vây bắt được lệnh tiến vào sâu trong hang lục soát, truy bắt đối tượng. Đến 6 giờ 30 phút, phát hiện có tiếng súng nổ trong lòng hang vọng ra. Khi lực lượng công an tiếp cận được tên gác thì phát hiện hắn đã chết bằng cách tự bắn vào đầu mình bằng chính khẩu súng kíp mà hắn đã gây ra nhiều tội ác. Như vậy, sau một năm, 3 mạng người đã bị gác tước đoạt một cách tức tưởi. Điều đáng nói, những người này trước đó đều là bạn thân của y. Ngày 19 tháng 11 năm 2003, một lần nữa súng lại nổ, máu lại chảy trong rừng suối Thầu. Kể từ khi có gác lần trốn, sự hoang vắng tĩnh mịch của đại ngàn giờ đây còn ẩn chứa thêm nhiều mối hiểm nguy, người qua lại thưa dần. Và cũng từ đó, những vụ việc bí ẩn bắt đầu xảy ra. Theo đánh giá của trưởng ban chuyên án, thì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gần 2.000 ngày đêm là cuộc đấu trí, đấu lực của các đồng chí trong ban chuyên án với tên tội phạm hung hãn quỷ quyệt. Cuộc truy lùng đối tượng đã có nhiều cán bộ và chiến sĩ công an bị thương nặng, nhưng đồng đội của các anh đã quyết tâm tiêu diệt con sói già, trả lại bình yên cho cánh rừng già, nơi địa đầu Tổ quốc. Bắt đầu manh nha, hình thành từ vài thành phần bất hảo. Mười Lung tập hợp được nhiều anh chị có máu mặt, gia nhập hội. Từ những vụ trộm cắp vặt, trộm đồ, hội của Mười Lung đã tính đến những việc lớn. Hội tụ đầy đủ các yếu tố liều lĩnh, manh động, Mười Lung nói là làm, gan lì và liều lĩnh. Hội này dần ra trở nên mạnh và lấy tên cho băng nhóm của mình là băng cướp sọ người. Tuy nhiên, công an Phong Dinh phải rất vất vả mới có thể theo dõi hành tung của băng cướp sọ người. Họ phải cài người, đóng giả thành những tay giang hồ để trà trộn vào thế giới ngầm, hòng tiếp cận các đàn em của Mười Lung, nhưng cũng không dễ dàng gì. Do băng cướp này hoạt động rất có tổ chức, kỷ luật và kín kẽ, nên trong thời gian ngắn, khó có thể chạm mặt được với ngay cả đàn em của Mười Lung, chứ đừng nói đến tên tướng cướp khét tiếng này. Trong khi đó, băng cướp sọ người cũng biết được các động tĩnh của nhà chức trách, nên có phần im ắng hơn trước. Dù vẫn có một số vụ cướp xảy ra, nhưng mức độ liều lĩnh và táo tợn thì đã giảm so với thời gian trước. Dù vậy, nhà chức trách vẫn quyết tâm phục kích để hốt bằng được băng cướp này. Sau một thời gian, dùng nhiều phương pháp nghiệp vụ khác nhau và tốn nhiều công sức, cuối cùng, công an Phong Dinh cũng lần ra tung tích băng cướp. Lần lượt tóm gọn nhiều tên trong băng cướp bắt cóc người trước đó. Dù gan lì, liều lĩnh, nhưng sau khi bị tóm, bọn cướp đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm, cướp, bắt người tống tiền của mình. Sau đó, bọn chúng cũng đã phải ra tòa và nhận hình phạt thích đáng với tội lỗi của mình gây ra. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những con cá bé trong băng cướp sọ người. Một số tên cướp sừng sỏ, đặc biệt là tướng cướp Mười Lung, vẫn ngoài vòng lao lý. Chính vì vậy, băng cướp này vẫn còn là nỗi kinh hoàng cho dân chúng miền Tây nói chung và tuyến xe khách Cà Mau, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay và ngược lại, cũng như cư dân vùng Hậu Giang nói riêng. Tiếp tục đấu tranh, khai thác các nguồn tin, nhà chức trách đã lần ra các đầu mối, cách thức hoạt động cũng như những nơi thường trú ẩn của các tên cướp trong băng cướp sọ người. Sau khi một số con cá bé xa lưới một thời gian,
thì có hai con cá bự trong băng cướp này cũng bị cất vó. Để bắt được hai con cá bự này, nhà chức trách cũng phải tốn khá nhiều thời gian, công sức. Tờ Buổi Sáng thời ấy cho biết, đến ngày mùng 5 tháng 9 năm 1958, bọn cướp bị Tòa Tiểu hình Cần Thơ đem ra xét xử. Đó là hai tên Huỳnh Văn Luông, còn được gọi là Lê, và Trần Từng, tên thường gọi Tiểu Lai, kẻ định bắt giữ ông Bành Hòa, người đem 250.000 đồng bạc lần đầu tiên để chuộc ông Châu cho băng cướp sọ người. Sau khi bị đưa ra xét xử, Huỳnh Văn Luông nhận mức án 1 năm tù giam, Trần Từng nhận mức án 3 năm tù giam. Ngoài ra, hai tên này còn nhận thêm án 3 năm biệt xứ. Cuối cùng, nhiều tên trong băng cướp sợ người đã bị bắt và đưa ra xét xử, nhận mức án thích đáng cho tội lỗi của bọn chúng gây ra. Nhưng đến lúc này, tên cầm đầu băng cướp sợ người khét tiếng, Mười Lung vẫn chưa xa lưới. Chính vì vậy, người dân vùng Hậu Giang có cơ sở để lo sợ rằng Mười Lung sẽ tuyển mộ thêm các tay bất hảo khác để tiếp tục hoạt động. Việc Mười Lung chưa bị bắt chứng tỏ hắn rất lợi hại và nguy hiểm, có thể biết được động tĩnh của nhà chức trách. Nếu đã tinh danh như vậy, thì hắn sẽ còn tổ chức nhiều vụ cướp bóc, bắt cóc dã man hơn khi có cơ hội. Với một tên đầu sỏ gan lì như Mười Lung, thì không có việc gì là hắn không dám làm. Tuy nhiên, nhiều lần bị nhà chức trách truy bắt, song Mười Lung đều thoát được một cách bí hiểm. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Đến một ngày, nhà chức trách cũng truy ra hành tung của tên chúa cướp này. Sau bao ngày lẩn trốn, Mười Lung không biết rằng luật nhân quả ở đời đã ứng cho cuộc đời của hắn. Cuộc đời có vay, có trả, và ngày Mười Lung trả nợ cho cuộc đời đã đến. Tuy nhiên, sau nhiều lần nhận được thông tin, việc truy bắt Mười Lung cùng đồng bọn của hắn không dễ dàng chút nào. Mười Lung không phải là một kẻ dễ dàng đối phó. Hắn rất gian manh và xảo quyệt. Hắn luôn biết tìm cách để có thể ẩn náu an toàn hơn. Nhờ khéo miệng, Mười Lung luôn biết lấy lòng những người xung quanh địa điểm hắn trú ẩn. Chính vì vậy, khi nhà chức trách truy lùng đến gần địa điểm hắn ở, Mười Lung đều được mật báo và dễ dàng thoát thân. Chính vì vậy mà nhà chức trách đã treo giải thưởng rất cao cho ai bắt được tên tướng cướp Mười Lung lợi hại. Và cuối cùng, phần thưởng này đã thuộc về trưởng ty công an Cái Xăng là Thái Xanh. Theo đó, ngày 22 tháng 9 năm 1958, khi nhận được tin mật báo, Mười Lung vừa quay về xào huyệt của y trước đây, ông Thái Xanh đã lập tức báo cáo sự việc lên ty công an Phong Dinh đề nghị hỗ trợ, chi viện lực lượng để vây bắt cho bằng được tên tướng cướp lợi hại này. Khi nhận được tin cấp báo, ty công an Phong Dinh đã nhanh chóng huy động lực lượng, điều một số nhân viên vào Cái Răng để tăng cường cho công an địa phương tại Cái Răng. Nhà chức trách khẩn trương triển khai kế hoạch, khép chặt vòng vây, bắt tên tướng cướp ác ôn. Lúc nhà chức trách ập vào, vây bắt tại địa điểm Mười Lung đang ẩn náu, Mười Lung bị bất ngờ nhưng vẫn chống trả rất quyết liệt để kiếm đường thoát thân. Nhưng lần này, may mắn đã không mỉm cười với hắn. Mười Lung đã phải chấp nhận giơ tay chịu trói, để rồi sau đó phải trả giá cho tội lỗi của mình. Sau khi chấp nhận tra tay vào còng, Mười Lung bị đưa về giam giữ tại ty công an Phong Dinh để mở rộng điều tra về những sự vụ do băng cướp sọ người đã từng gây ra. Sau ngày Mười Lung bị bắt gần một tháng, người kế nhiệm của Mười Lung cũng đã xa lưới pháp luật sau khi bắt cóc và chặt ngón tay của một ông chủ trành vựa lúa người Hoa Kiều tại Cái Răng, Cần Thơ. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.